một người Trung Quốc chế tạo xe hơi siêu rẻ với kinh phí chỉ 250 Mỹ Kim. Zhu Jijun là một đàn ông 60 tuổi ở Thượng Hải, đã vừa chế tạo thành công một chiếc xe mini siêu rẻ với đầy đủ chức năng như một chiếc xe hơi thông thường. Chiếc xe của Zhu có chiều dài là 60 cm, rộng 35 cm và cao 40 cm, tương đương với một chiếc vali. Mặc dù nhỏ gọn, tuy nhiên nó vẫn được trang trí đầy đủ đèn tín hiệu, đèn đêm, có thể đạt tới tốc độ 20 km/h và chỉ cần 4 lít xăng để chạy trong một ngày. Su đã phải mất 2 năm để lắp ráp chiếc xe từ những phụ tùng từ cửa hàng sửa xe, với tổng chi phí là khoảng 1.500 nhân dân tệ, tương đương chỉ 250 Mỹ Kim. Su và chiếc xe của ông đã thu hút được sự hiếu kỳ của rất nhiều người dân Thượng Hải. Một vài người trong số họ đã mượn chiếc xe để lái thử và họ cho biết là họ rất muốn sở hữu một chiếc xe tương tự. Su hiện vẫn chưa được cấp giấy phép để lái chiếc xe trên đường chính của Trung Quốc, tuy nhiên ông vẫn cho biết là mình rất vui khi có thể chế tạo ra nó.